Ngày hôm nay đã hơn hôm qua, tình ta rồi ngày sau sẽ hơn hôm nay. Chỉ sống cho nhau thôi và sống bên nhau thôi, dù là thương đau. Tìm nhau chập chờn trong nỗi nhớ ngàn trùng, vì lời hứa mai sau bên nhau đến cuối đường, dù sóng xua tan cát bụi, gió giăng mây chìm khuất mặt trời. Có phải nơi đây trong ta nay đang phủ kín muôn sắc hoa, thoáng chốc quên đi đau thương, nghe theo giọng nói ngây thơ, vẫn hay tin vào những mộng mơ quá dại khờ. Một ngày nắng lên xua từng tiếng oán thương thân đau, chìm trong tim những cơn say. Thuở ấy niềm đam mê như giọt sương trắng xóa, dáng ai kia thanh thản trên cánh hoa không tan, vì thân mang yêu thương cho thế gian. Thương là môi ánh mắt thật thà, trăng kia vơn trăng gối để bóng cô đơn, vừa tình giấc còn đâu nét duyên. Tìm nhau mãi mãi, tìm nhau giờ sao? Như ngồi đi. Dì Hiếu, con cảm ơn dì nhiều lắm nha. Dì không có khai ra con. Từ đó tới giờ con vẫn luôn tốt với dì, đi đâu làm cái gì cũng nhớ tới dì, mua mỹ phẩm này nọ. Khai ra con là cả hai đều bị la chung, có ích lợi gì đâu. Con phải cảm ơn dì nhiều lắm luôn á. Dì ơi, dì đừng có buồn nha. Hồi nãy con nghĩ là chắc là cô giận dữ lắm cho nên mới nói vậy thôi à. Không phải vì buồn vì bị la đâu, vì đang lo cho Lâm kìa. Ê, có khi nào nó bị lại giống hồi xưa nữa không con? Vì hối hận quá, cứ nghĩ là hại con Vân Anh để cho thằng Lâm ghét nó mà thôi. Dì Hiếu, dì đừng có lo, con nghĩ là không có sao hết á. Từ xưa tới giờ anh Lâm vốn dĩ là có trách nhiệm với gia đình mà. Bây giờ cô chú đang bệnh như vậy, anh Lâm nhất định sẽ không bỏ mặc hết tất cả đâu. Chị cũng mong là như vậy. Hồi nãy con cứ nghĩ là Vân Anh nó sẽ tức giận lên, nó sẽ cãi tay đôi với dì tới cùng chứ. Con không ngờ nó lại nhận hết mọi chuyện. Con thấy con nhỏ này nó vừa giả tạo vừa xảo quyệt, nó còn khó đối phó hơn con Thi ngày xưa nữa. Dì, kể từ bây giờ nếu như mà mình có hành động gì, phải nghĩ thật là kỹ nha dì. Dì biết rồi. Thật sự á là dì cũng không có ưa nó, nhưng mà lúc nãy á dì thấy chị Hai nói đúng đó con. Không mấy Linh à. Dạ. Bỏ qua đi, mình đừng có làm gì nữa hết á ha. Với lại anh chị Hai đều đang bệnh nữa. Dì, dì sao vậy? Mình phải giúp cô, phải giúp anh Lâm chứ dì. Trời ơi, dì không được đâu.
lỡ nó thực hiện mưu đồ gì đó, nó hại anh Lâm thì sao hả dì? Trời ơi, con lo cái gì? Cái con dân anh đó nó vẫn chưa đăng ký kết hôn với thằng Lâm mà. Chị hai đã nói rồi, nó không có làm cái gì được với lại tài sản nhà mình đâu. Đừng có lo. Chị hai dì á, không phải là người dễ để nó qua mặt đâu. Không ấy vậy đi, tạm thời mình lắng lắng lại, đợi thời gian rồi tính tiếp ha. Dạ con biết rồi. Dì xuống nhà đây, ngủ đi ha. Dạ. Vốn dĩ là định lợi dụng bà Hiếu ra tay, có gì sẽ đổ hết tội lỗi cho bà. Nhưng bây giờ chắc là bà sợ anh Lâm bị tổn thương, sẽ không nghe theo mình nữa. Nhưng cũng không thể chần chừ được, để con dân anh đó có con thì coi như là mình thua cuộc. Vẫn chưa chịu về phòng sao? Em chưa ngủ hả? Em tưởng là anh còn trong phòng piano. Anh đi dọn mấy mảnh vỡ, đem đi bỏ. Em xin lỗi nha, hồi nãy em không cố ý nói những lời đó. Anh đừng có giận em. Anh cũng có lỗi mà, lúc nãy đã lớn tiếng với em. Coi như chưa xảy ra chuyện gì đi. Em lên phòng ngủ đi. Nhìn mặt hắn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra thôi, khác hoàn toàn so với lúc nãy. Thật ra hắn đang nghĩ gì, đâu mới là cảm xúc thật của hắn đây. Chị hai, chị coi kìa, hôm nay nhìn thấy nó bình thường, đang uống cà phê ngon lạnh, giống như không có chuyện gì hết trơn. Như vậy thì tốt rồi. Nè, nhưng mà đừng có nhắc chuyện tối qua nghe chưa? Biết rồi. Đi. Dạ. Thôi em đi nấu ăn. Lâm à, qua đây con. Mẹ. Sáng nay con đi đúng không?
Dạ, 5 giờ chiều con bay. Con vô công ty họp rồi sau đó con đi luôn. Con đi Đà Lạt đúng không? Dạ, con dắt đối tác ra Đà Lạt xem đất. Xong rồi con đi Nha Trang. Ừ, anh Lâm là người của công ty ICM hả? Ừ, bên Thành Tĩnh mới rao khu đất đó. Nếu nhanh thuyết phục được họ về khu đất mới này thì mình có thể tiếp tục ký hợp đồng. Mẹ, con lên thay đồ nha. Ừ. Em cũng không ngờ là ông Khang đó bây giờ lại chịu bán cho Thành Tĩnh. Hôm đi tiệc gặp ông Tài, anh Lâm mới nói cho chị biết chuyện đó. Em nhớ là lúc trước á, ông Khang không biết mối quan hệ của chị và anh Lâm. Ông đã tới công ty gặp anh Lâm, đề nghị giúp Hà trở lại với ổng. Nhưng mà đổi lại, ổng đề nghị với anh Lâm, ổng sẽ tặng khu đất đó cho anh Lâm. Nhưng mà cô ơi, anh Lâm nhà mình đã từ chối, khiến cho ổng tức giận lắm. Ủa, ông Khang nào vậy con? Cái ông đó có liên quan gì tới con Hà? Dạ, ông Khang là chồng cũ của Hà đó dì Hiếu. Dạ phải đó dì. Ông Khang đó là một doanh nhân gốc Việt, đang sống ở Thái Lan. Ổng lớn tuổi rồi, hình như là ngoài 50, nhưng mà giàu có lắm đó dì. Ý trời ơi, đang tuổi cha mình mà cũng hốt luôn đó hả? Ừ. Nhỏ đành đá đúng là ham tiền thiệt á. Thôi dì, chuyện của người ta dì kỳ thiệt á. Mà nó tham tiền thiệt. Dì này, Hà nó không phải là người như vậy đâu. Cái này á là do nó bị ba mẹ nuôi bắt cưới ổng để trừ nợ thôi dì. Vậy hả? Ừ thì cô Vân Anh nói sao dì nghe vậy thôi. Em cũng cảm thấy ông Khang đó là một người rất nhỏ nhen. Có lẽ lần đó anh Lâm dì chị từ chối giúp ổng, cho nên ổng mới ghi thù. Bây giờ ổng hợp tác với Thành Tĩnh đối đầu với công ty của mình á. ICM là một đối tác rất quan trọng mà công ty nào cũng muốn hợp tác. Bây giờ mất đi khu đất đó, công ty mình mất đi nhiều cơ hội lắm á cô. Ủa, nói vậy bây giờ mình hết hợp tác được với họ rồi hả con? Dạ, chắc là bây giờ sẽ rất là khó khăn á. Mà hợp đồng lần này thì lại rất là khó khăn, sẽ có thể góp phần khẳng định đưa Đại Dương ra thị trường quốc tế. Cái thằng Lâm này cũng thiệt tình. Kinh doanh là kinh doanh, tình cảm là tình cảm, sao lại nhập nhằng để gây thù, ảnh hưởng tới Đại Dương như vậy? Nè, con là vợ của nó, mai mốt á, con cũng phải biết phân biệt nặng nhẹ. Đừng có xúi nó làm những chuyện sai lầm nghe không con? Dạ, thật lòng thì con không có biết chuyện đó. Anh Lâm chưa từng kể cho con mà. Mẹ, anh hai vốn dĩ hay nghĩ cho người khác mà, sẽ không đặt chị Vân Anh vào tình thế khó xử đâu. Cho nên chắc chắn á, là anh hai giấu chỉ rồi. Nhưng anh hai giỏi mà mẹ, anh sẽ có cách giải quyết thôi. Mẹ đừng có la chị Vân Anh nữa. Chuyện tối hôm qua mới yên mà. Thôi được rồi, lo dọn đồ ăn sáng đi. Dạ. Đi gì? Giờ làm này trước nè. Để con phụ gì với. Có chuyện gì hả? Hồi nãy em có nghe Linh nói là ông Khang tới tìm anh hả? Trước khi ông và Hà ly hôn, ông muốn anh giải quyết cái clip mà mọi người quay để uy hiếp ông. Đổi lại ông sẽ tặng khu đất đó cho anh, nhưng mà anh không nhận. Anh không nhận là vì em phải không? Không, anh vì Hà. Nếu mà anh giúp ông, chẳng khác nào đang hại chết hả? Anh không thể nào vì một cái hợp đồng mà làm chuyện bất nhân như vậy được. Chứ em tưởng đối với anh á, kinh doanh là phải tận dụng mọi cơ hội, giống như là khu đất Hải Âu ngày xưa. Sao em biết khu đất Hải Âu vậy? Là Linh từng kể cho em rồi. Linh nói là anh từng dùng thủ đoạn để Hải Âu bán đất cho Sao Mai. Chú Chiến cũng nói là anh từng bị ba la rất nhiều về chuyện này. Đúng, đúng là lúc đó anh có dùng một chút thủ đoạn, nhưng mà chỉ để cho ông Tài không ngán được anh, không chơi xấu anh. Anh không làm gì ảnh hưởng tới Hải Âu hết. Anh có cách làm gì khác với bà. Không phải cái gì cũng đường đường chính chính được, không phải cái gì cũng nói nguyên tắc. Nếu mà nói là anh không giống ba, không giống ba anh thì giống ai? Anh đừng có nói với em là giống ông Tài nha. Ừ, không có được.
Giống ông Tài á, là kiểu như là gian manh trong kinh doanh, còn bạc tình với vợ con nữa. Sao em nói vậy? Em biết gì về ông Tài hả? Thì em cũng từng nghe ba Tân kể về ổng rồi. Nói á, ổng là chồng trước của mẹ chị Thi. Nãy giờ em nói chơi nha, làm gì mà căng thẳng quá vậy? Em không có ý gì đâu. Em nói cái đó với anh thì được, đừng có nói với mẹ nha. Nói con trai của mẹ giống ông hàng xóm, em mệt đó. Thì em nói giỡn thôi mà. Thương trường cũng là chiến trường. Anh tuy không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng mà anh có nguyên tắc, có đạo đức làm gì, và anh có giới hạn của riêng anh. Anh đi làm nha. Em tiễn anh. Không cần. Từ nay về sau em cũng không cần phải làm vậy. Để chú Chiến làm là được rồi. Em làm chuyện đó có sao đâu, em đâu có thấy mất công gì đâu. Nhưng mà anh không thích. Còn giận em chuyện tối hôm qua phải không? Không. Anh nghĩ là mình đã nói hết mọi chuyện cho em nghe rồi. Chắc là em cũng hiểu anh mà đúng không? Anh đi. Bên ICM á, sao rồi? Dạ, bên đó vẫn đang lưỡng lự. Vì Tinh Lâm đang ra sức thuyết phục về khu đất mới, đồng thời đánh vào điểm yếu của mình là lần đầu tiên tham gia vào bất động sản du lịch, sẽ không có nhiều kinh nghiệm như Đại Dương. Tên này đúng là ranh ma, không dễ đối phó. Em thu xếp cho anh á, gặp ICM đi. Anh sẽ nói chuyện trực tiếp với họ. Vị trí khu đất mới của Đại Dương xét về lâu dài á, hoàn toàn không có lợi thế cạnh tranh. Mình nắm chắc phần thắng rồi. Dạ, vậy em sẽ tiếp tục tiến hành thủ tục thu mua các hộ dân còn lại. Những hộ đó có vẻ rất muốn bán, nên không việc gì phải chịu thiệt. Cứ mua với mức giá ban đầu cho anh. Như vậy liệu có ổn không giám đốc? Mình đã thỏa thuận hết rồi mà. Bây giờ mình đang nắm lợi thế. Khu đất đó là của ông Khang, họ không bán cho mình thì cũng không thể bán cho ai hết. Kinh doanh không phải cứ nói chữ tính, mà còn phải coi tình hình thực tế, biết nắm bắt cái nào trước cái nào sau. Dạ, đúng là giám đốc có tầm nhìn xa. Dạ, vậy em sẽ tiến hành theo quyết định của giám đốc. Ừ. Còn chuyện gì nữa không? Thôi, mọi người về phòng đi. Em quên mất, anh cho em xem lịch trình để em sắp xếp lịch hẹn với bên ICM. À, để anh xíu anh kiểm tra. Dạ. À, vậy thôi, để em xin phép ra ngoài. Ừ. Dạ. Anh từ từ coi cũng được, em không có cần gấp đâu. Sao? Có chuyện gì muốn nói với anh hả? Mấy ngày nay sao anh không tới chỗ em? Bộ anh sợ vợ anh biết hả? Hey, mấy ngày nay công việc nhiều quá, anh hơi mệt thôi mà. Em nghĩ anh tài giỏi như vậy thì chắc vợ anh cũng phải có ăn học đàng hoàng. Sao chị không vô công ty phụ giúp anh, mà lại chịu ở nhà làm nội trợ? Trước đây chị có đi làm ở đâu không anh? Lúc trẻ cổ từng làm y tá, sau đó tụi anh thất lạc mười mấy năm mới gặp lại. Cổ là mẫu người phụ nữ truyền thống, suy nghĩ rất đơn giản và rất an phận, nên không có hứng thú kinh doanh đâu. Anh có vẻ rất là hiểu vợ anh, vậy chứng tỏ anh rất là yêu cổ. Có khi nào anh không thật lòng với em không? Anh với cổ ngày xưa cùng học cấp 3, quen biết với nhau từ trẻ đến giờ. Tất nhiên là anh phải hiểu cổ chứ. Nhưng hiểu là một chuyện, yêu lại là một chuyện khác. Anh không ly hôn cổ để chính thức đến với em là vì nghĩ tình nghĩa với cổ. Trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Chỉ cần trong lòng anh có em là em mãn nguyện rồi. Thôi, anh phải làm việc tiếp. Nè, cuối tháng này mình sắp xếp mình cùng đi du lịch được không? Ừ.
Dạ thôi, em về phòng làm việc nha. Bà Hằng đó là người không đơn giản. Rõ ràng thám tử báo với mình bà chính là vợ của ông Đạt, liên quan tới vụ án của Đại Dương năm xưa. Nhưng hình như ông Tài không hề biết gì hết. Tại sao bà lại che giấu ổng? Thôi, đợi thám tử điều tra luôn cả chuyện của bà ở bên Thái, rồi dạch mặt bà luôn một thể vậy. Lâm về kìa. Xong rồi, thằng Lâm nó về. Bước vô cổng thế nào cũng thấy nhỏ đó cho coi. Giả bộ làm tịch làm màu thấy ớn. À, canh giờ thằng Lâm về cho nên làm bộ trồng trồng trọt trọt cho thằng Lâm nó thấy. Thôi nè, bà bớt cái miệng lại nha. Bớt cái miệng lại. Gì? Bà nói bà không biết suy nghĩ hả? Hôm bữa cổ cắt nhiều như vậy thì bây giờ cổ phải trọng nhiều. Mà trọng nhiều thì phải mất thời gian, là phải lâu, đúng không? Nè, không có lấy dao chỉ vô mặt tôi nghe. Ông cẩn thận nha, đừng có để cái vỏ sầu riêng nó dụ nha. Nó không có hiền lành như ông tưởng đâu. Đó, nghiệp nữa. Bà lo chuyện của bà đi. Sao bữa nay anh về sớm quá vậy? Em định tỉa mấy cái lá héo, xong rồi em trồng lại cái mới. Mà em làm chậm quá, anh về mất tiêu rồi. Em vô nhà đi, không cần phải trồng lại đâu. Nhưng mà em muốn trồng lại cho anh. Anh vốn không thích bông. Em không cần phải làm vậy đâu. Em biết anh trồng hoa này á là vì người anh yêu. Vậy em cũng trồng hoa vì người em yêu. Em cũng mong một ngày người em yêu sẽ yêu lại em. Em chỉ muốn được ở mãi bên cạnh người đó, chăm sóc, quan tâm. Vì người đó làm tất cả mọi chuyện, và chỉ cần người đó vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Nhưng như cần nói đã nói hết rồi. Nếu như em muốn thì em cứ trồng đi, tùy em. Anh Lâm, hắn thiệt sự là không đồng lòng với mình sao? Không lẽ trong lòng hắn đúng là đã có người khác rồi? Con làm vô kìa. Gì hả? Có cơm chưa? Xong rồi, giờ rửa rau cái là ăn thôi. Còn muốn ăn không gì dọn luôn. Dì dọn đi, con ăn rồi ra sân bay luôn. Vậy hả? Chú, hả? Trai gọi Nhân Anh vô ăn luôn. Mắc công bắt dì Hiếu dọn 2-3 lần. Không sao. Dì rảnh mà, quá rảnh luôn. Dì dọn mấy chục lần cũng được luôn. Chứ mà nó chưa muốn ăn mà kêu nó vô ăn là nó bực đó. Tôi nói bà nghe nè. Bởi vậy á, bà làm gì không có khoa học gì hết. Hỏi sao bà cứ than, bà than, bà làm hoài là mãi mà không hết việc. Là sao? Nè, ăn uống là phải có giờ giấc ha. Chứ sao, nghĩ sao ai muốn ăn giờ nào ăn hả? Để tôi kêu cổ vô luôn. Con lên thay đồ. Con đi. Tôi ra kêu cô Dương Anh vô ăn cơm. Bà đặt đồ ha, ngồi ngoài nắng đồ ha, đúng là tâm kế đầy người. Nếu mà không vì thằng Lâm với chị Hai hả, tôi sẽ luyện mấy chục bộ phim cung đấu để cho tôi suy nghĩ đối phó cho con cáo già đó đăng xuất khỏi nhà mình luôn. Ôi, bà làm bẻm gì vậy? Nè, tôi nói cho bà nghe nha. Nói gì? Cuộc đời của bà bớt tạo nghiệp lại đi nghe. Nha, chứ tạo ra cái nghiệp bay tới bên mình liền. Bớt cái nghiệp đó, thấy chưa? Thấy chưa? Ôi da, tôi nói là nghiệp đến liền tay. Nè, đừng bao giờ tạo nghiệp nữa nghe chưa? Bên con nhỏ đó đi ha, rồi có ngày sáng mắt. Trời đất ơi. Bởi vậy nhìn mà không bao giờ ưa. Làm như tôi ưa ông à.
ui da phỏng rồi. Nói vậy là ba con đã đỡ nhiều rồi hả? Dạ, bây giờ ba con có thể cử động cả bằng tay phải rồi ngoại. Cơ mặt của ba con cũng linh hoạt hơn nhiều. À, hồi sáng chú Tân có vô để chăm cứu cho ba con tiếp. Chú nói là cơ thể của ba con đang dần hồi phục. À, nên đổi lưu lượng thuốc mạnh hơn. Ờ, vậy là tốt quá rồi. Dạ, nhà con ai cũng hy vọng có ngày ba sẽ có thể nói chuyện rõ ràng. À, ngoại, con nghe anh Quang nói ngày mốt là đám giỗ của mẹ ảnh hả ngoại? Ừ, đúng rồi đó con. Nhưng mà giỗ năm nay không phải là ngày cuối tuần, ai cũng bận đi làm hết, nên ngoại cũng không có mời khách. Dạ. Ngoại chỉ kêu cô Sáu nó làm mâm cơm với lại mấy cái món đơn giản để cúng thôi à. Trưa con với thằng Quang nhớ về ăn cơm nha. Dạ, anh Quang cũng có nói với con rồi. Ờ, nói mới nhớ. Để ngoại gọi cho ba thằng Quang tầm 9-10 giờ qua đốt nhang cho mẹ nó. Mấy năm nay rồi, cúng ngay ngày nghỉ, thằng Quang có ở nhà, nó đâu có dám qua, thấy cũng tội nghiệp. Con cũng từng nghe ba nói sơ về hoàn cảnh của chú Kiên, ba anh Quang. Nên từ đó tới giờ con cũng không dám hỏi chuyện ba ảnh nữa. Ờ, tốt nhất là con đừng có hỏi gì hết nghe không? Cái thằng đó nó cố chấp lắm. Ngoại đang nói cái gì vậy? Sao ngoại lại lén con cho ông qua? Dù con không gặp, nhưng cái chính là con không muốn ông bước chân vô căn nhà này. Quang, anh Quang, anh mới về hả? Quang à, ba con chỉ muốn tới đốt nhang cho mẹ con thôi. Đã bao năm rồi, ngoại đã giải thích rất là nhiều lần, tại sao con không hiểu để mà tha lỗi cho ba con hả Quang? Ba con đã làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con, bao nhiêu đó đủ thấy. Ba con rất là thương con và lo cho con mà. Con không cần số tài sản này, và ổng cũng không phải là ba của con. Quang, không bao giờ con xem ổng là ba của Quang. Con đâu. Anh Quang, sao anh Quang ghét chú Kiên dữ vậy ngoại? Con nghe nói vợ sau của chú cũng bệnh, mất lâu rồi mà. Con à, năm xưa mẹ của thằng Quang yêu đơn phương ba của nó. Dù biết trong lòng người ta vẫn còn người yêu cũ, mà cũng là cái cô vợ sau mà con vừa mới nói đó. Nhưng mà nó vẫn quyết tâm gài bẫy để có thai thằng Quang, rồi bắt ba nó phải chịu trách nhiệm. Hôn nhân tình yêu từ một phía thì làm sao hạnh phúc được hả con? Vậy nên khi thằng Quang được 10 tuổi thì ba nó quyết định ly hôn để trở về với người yêu cũ kia đó. Còn mẹ thằng Quang suy nghĩ rất tiêu cực nên đã uất ức quá rồi tự vẫn đó. Trời. Ừ. Trong đầu thằng Quang nó cứ nghĩ là ba nó là phụ bạc mẹ nó rồi hại chết mẹ nó, cho nên từ đó nó rất hận ba nó, không bao giờ mà nó chịu nhận ba hết. Thảo à. Dạ. Cho nên bây giờ ngoại thấy con với nó hạnh phúc, ngoại rất là mừng. Vì lúc trước ngoại cứ sợ nó có cái tính mà cố chấp rồi cực đoan như mẹ của nó trong cái chuyện tình cảm, nên ngoại rất là sợ. Dạ. Vậy con sẽ tìm thời điểm thích hợp để khuyên ảnh chia chuyện của ảnh với ba ảnh nha. Thôi thôi con ơi, ngoại đã nói với nó mấy chục năm nay rồi mà không có được. Hồi xưa ngoại có nhờ, còn nhờ con Thi nó nói dùm đó, mà cũng không có được luôn. Con nè, con cũng đừng có nói cái gì thì tốt hơn nghe không? Dạ. Anh đang làm gì vậy? Sao em gọi mấy lần mà không bắt máy? Anh đang tăng ca, ồn quá nên không nghe. Để tối anh nhắn tin cho em. Em ăn trưa vui vẻ nghe. Vô đi. Anh Quang ơi, anh hết giận chưa? Xuống ăn cơm với ngoại nha. Anh Quang ơi, em
Em làm như anh còn nhỏ vậy đó. Lấy gấu bông ra dụ. Thì người ta muốn làm cho anh vui thôi mà. Anh có gì mà không vui? À, em qua chơi với ngoại lâu chưa vậy? Em vừa mới qua thôi à. Ngoại nói là anh đi cà phê với bạn, cho nên em với ngoại cho anh về ăn cơm luôn. Ồ vậy thôi, mình xuống ăn với ngoại đi, để ngoại chờ nha. Dạ. À, anh Quang, anh Nghĩa, anh họ của anh á, bộ ảnh bận lắm hả? Dì Hiếu nói là muốn gặp ảnh một lần để hẹn hò, mà ảnh toàn kêu bận không à. Dì chỉ thấy đúng một lần, lúc mà gọi video call lần đầu làm quen á. Mà anh cũng nghe em kể cho dì Hiếu rồi đó, em cũng thấy hơi lo á. Anh Nghĩa là người đàng hoàng có trách nhiệm lắm em, nhưng mà anh cứ lo làm việc, cho nên ế tới giờ. Cái tật ông này nói hoài không bỏ. Thôi được rồi, để anh khuyên anh nha. Vậy ha, mình xuống ăn cơm. Đi. Dạ, từ sáng giờ ông Minh uống hai cữ thuốc liều lượng mới rồi, nhưng mà sức khỏe vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì mệt mỏi hay là giật giả gì hết chú. Dạ, chú cứ yên tâm nha. Con cũng mong á là ổng mau khỏe lại, biết đâu con sẽ khai thác được gì từ ổng thì sao. Còn hắn, con thực sự là cảm thấy không thể hiểu được con người của hắn, không biết đâu mới là con người thật của hắn nữa. Hay là hắn ta đang cố tình đóng kịch để cho con bị lừa. Dạ, con biết rồi, chú yên tâm đi. Dạ, khi nào mà có tin tức mới, con gọi con báo chú liền. Dạ, chú ngủ ngon nha. Thank you.
chưa đã gì hết. Ủa, tập thể dục hả? Gì? Ngủ chưa có đã. Ai mượn? Tối hôm qua không chịu ngủ, nhắn tin với trai làm chi? Vậy tháng gì, tháng gì, tháng gì, ai nghe? Ê, kệ tôi đi nha. Ghen tị hả? Ừ, nghĩ sao vậy? Ghen tị? Nè, tôi chỉ sợ là có người ăn thêm quả lừa nữa thôi. Sức. Nè, nhìn đi. Nhìn. Sao? Tóc bạc rồi, đầu hai thứ tóc rồi. Không ai lừa được tôi đâu, hen. Nói cho ấy biết nha ấy. Anh Nghĩa là hàng chính hiệu, không phải hàng pha ke. Người ta vừa đẹp trai nè, vừa nói chuyện dễ thương nè, có duyên nè, chứ không phải... Bà nhìn thẳng vô mặt tôi. Như ai kia, vừa xấu nè, vừa vô nè, 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 nhìn thẳng vô mặt tôi. Đang nói thì đừng nhìn vô chỗ khác. Nè, để tôi chống mắt lên coi, để xem mấy người hạnh phúc được bao lâu. Ô trời ơi, vậy thì làm ơn sắm thêm mấy cặp mắt kính lão đi ha, để nhìn cho rõ hạnh phúc của người khác trong nỗi cô đơn lẻ loi bi ai tuổi già của mấy người ha. Mệt quá, tôi không thèm nói chuyện với ông nữa. Mới sáng sớm muốn gây lộn rồi, để tôi lên tôi kêu chị hai. Tôi cũng đi làm đây. Gì vậy? Bà biết tính tôi liệu mà, sao mày chọc tôi hoài vậy? Ghê quá, nhìn đi, ghê quá. Nhìn gì? Cái chân kìa. Ai vậy? Làm sao tôi biết cái chân đó của ai? Ông lên coi là ai? Đàn ông đàn anh gì kỳ vậy? Được rồi. Nhanh nhanh giùm cái. Trời ơi, cậu có ai vậy? Chết chưa? Chết chưa. Chết chưa? Là ai vậy? Cô Dương Anh. Dương Anh. Ủa, cô bị gì vậy? Cô sao vậy? Dương Anh ơi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Dương Anh. Ủa, Dương Anh bị sao vậy chị? Không biết nữa. Mới sáng sớm chị lại làm chưa? Ủa, chị Dương Anh có chuyện gì vậy? Trời ơi, Dương Anh nó bị làm sao vậy nè? Không biết. Gọi công an đi chị. Nó sao vậy hả? Chị Dương Anh tỉnh rồi. Nó tỉnh rồi kìa. Còn bị sao vậy? Chị, có chuyện gì vậy? Ủa, sao trên phòng không ngủ mà ngủ ở đây? Chuyện này là sao vậy ta? Chị ngồi xuống đây nghỉ đi. Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Sao tự nhiên con tự ý vào phòng Geno làm gì? Mà mẹ đã nói rồi là không được vô đó rồi kia mà. Dạ, hôm qua lúc mà con đang ngủ, con nghe tiếng gõ cửa. Con ra mở thì không có ai hết. Nhưng mà con nghe có âm thanh phát ra từ phòng piano. Con thấy tò mò là ai mà nửa đêm lại đàn như vậy, cho nên con mở cửa ra, nhưng con lại không thấy ai hết. Rồi tự nhiên con thấy ở trên cây đàn á chảy ra rất nhiều máu. Tự nhiên có một cô gái tóc dài, mặc đồ trắng, đi trong phòng piano nữa. Lúc đó con sợ quá nên ngất xỉu. Bây giờ con nhức đầu quá. Nè, con đang nói chuyện ngoan đường gì vậy hả? Con đang mơ ngủ chưa tỉnh hay sao vậy? Không phải đâu mẹ, cái này là con nói thật. Con không dám bịa những chuyện như vậy đâu. Chị Dân Anh à, em biết cũng có nhiều người khi ngủ bị mộng du. Khi mà người ta đang ngủ, người ta hay đi lung tung lắm. Có khi nào là chị cũng bị bệnh mộng du, nửa đêm chị thức giấc, chị đi xuống phòng piano không vậy? Đúng đó chị, có khi đó chỉ là giấc mơ của chị thôi. Thật sự là trước giờ nhà này làm gì có mấy cái chuyện ma quái vậy cô? Cái gì vậy? Cái gì? Trên kia kìa. Chuyện gì? Trên kia kìa. Nè. Ma kìa. Ma cái gì mà ma?
Nói cái gì tào lao vậy hả? Chị nhìn kìa. Gì? Sao hình gì? Của thằng Lâm với con Thi ở đây? Chị nhìn đi. Bức hình này từ hồi cô đi chết mang xuống phòng piano rồi mà sao giờ đây? Đúng rồi. Ai treo vậy? Không biết. Còn hình cưới của cô với cậu Lâm xong treo lên. Dạ, con cũng không biết nữa. Tối hôm qua lúc mà con ngủ thì nó vẫn treo ở đây mà. Chị ơi, hồn ma của con Thi trở về thiệt rồi chị ơi. Gì? Em sợ quá, sao giờ? Chị đừng có nói bậy bạ. Làm gì có chuyện ma cỏ ở đây? Chị nói thiệt mà. Hồi nãy nghe cô Dân Anh kể, tôi mới nhớ ra một điều. Hồi tối hôm qua chị cũng nghe tiếng đàn piano á. Mà cái bản nhạc, chị biết không, y chang cái bản nhạc của con Thi hồi nó còn sống đó. Lúc đó mọi người chắc là ngủ hết trơn rồi. Ủa vậy lúc đó bà thức bà làm gì vậy? Tôi nhắn tin cho anh Nghĩa. Dạo này anh bận công việc quá nên chưa thể gặp em được. Với lại anh nghe nói nhà chủ của em hung dữ lắm nên anh hơi lo. Chị hai của em tốt lắm, dữ đâu mà dữ. Ai hù anh vậy? Đừng có nói là cậu Quang nghe. Không phải Quang. Hồi xưa anh có quen biết với cô Thủy, mẹ của Thi. Cổ kể cho anh nghe nhiều chuyện lắm. Trời đất ơi, ai đàn vậy? Bản nhạc này hả? Trời đất ơi, không lẽ Linh đến vậy sao? Ngủ tắt rồi. Trời đất ơi, có khi nào con Thảo nó mở nhạc trên điện thoại lớn quá không? Chắc vậy rồi. Anh đừng có nghe lời từ một phía nha. Mẹ con cô Thi đó cũng rất quá đáng với gia đình của em, chứ không phải như lời họ kể đâu. Thiệt vậy sao em? Thôi đi anh, người ta chết rồi, đừng nhắc nữa. Nói chuyện của tụi mình đi. Sao không chịu gọi video call cho em, có phải dễ hơn không? Anh vốn nhát gái mà, nên mới ế tới giờ. Nhìn thấy em là ngại bị khớp nên nhắn tin dễ tâm sự hơn. Đó, vậy đó. Nè, tối hôm qua ở trong cái nhà này ai đã bật nhạc piano? Dạ không, không phải con. Dạ con cũng không có đâu cô. Không phải tôi, có ai nhận không để cho tôi bớt sợ được không? Nhìn tôi vậy, tôi không biết đàn nha. Tôi chỉ biết gãi thôi à. Trời ơi, tôi không có biết đàn piano đâu trời. Chị ơi, chết rồi, không có ai bật hết. Mà ở nhà mình đâu có ai biết đàn piano đâu. Chỉ có con Thi thôi. Gì đó, thần hồn nát thần tính rồi. Cho nên mới bị quan tưởng giống con Dân Anh thôi. Trời. Còn con nữa, con bị mộng du cho nên mới nằm mơ như vậy. Con Thi nó đã chết lâu rồi, làm gì có ma quỷ ở trong nhà này. Mọi người nghe đây, bắt đầu từ bây giờ trong cái nhà này, nếu như một ai á lên tiếng nói cái chuyện này nữa thì đừng có trách tôi, nghe chưa? Nghe chưa? Dạ biết dạ. Rồi dạ. Đặc biệt là con nó nghe Dân Anh, con không có được gọi điện nói chuyện này cho thằng Lâm biết, nghe chưa? Dạ con biết rồi. Thôi mọi người về phòng đi. Dạ, dạ.
Hỡi, đi trốn, sợ trốn đi. Con đem tấm hình này để ở phòng piano lại nha mẹ. Ừ, con để lại như cũ đi, rồi đừng có vô cái phòng đó nữa. Dạ. Nhưng mà con chưa tìm được cái hình của con với anh Lâm nữa. Không lẽ là lúc mộng du con đem cái hình này vô phòng, xong rồi lấy cái hình con với anh Lâm đem đi đâu rồi ta? Ờ, đúng rồi đó chị. Mộng du gì mà kỳ cục vậy? Chị, bữa nay mua bông đẹp không? Ừ, đẹp. Thơm dễ sợ thơm luôn lắm á, phải không? Trời ơi, em thích mùi ly này lắm luôn á. Thôi, được rồi, em đi vô bếp nha. Sang cái này em đem lên phòng em chưng luôn. Nè con, chắc là lúc mộng du con bỏ đâu đó trong nhà này thôi. Nhà này biết bao nhiêu phòng mà, đâu có phải nhỏ đâu. Rồi tìm trước sau cũng ra thôi mà. Dạ. Con đừng có tự hù dọa mình nữa. Tốt nhất á, con nên đi khám bác sĩ, để bác sĩ cho con thuốc an thần về uống nghe không? Dạ. Để con coi tối nay có bị dậy nữa không, thì ngày mai con đi khám. Con lên phòng piano nha mẹ. Con đi nha. Ừ. Ông Chiến, bà làm gì bà kêu tôi giật ngược? Làm gì lâu quá. Thấy kêu quá. Rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Ông Minh thì hoàn toàn không có khả năng. Còn bà Ngọc, nhìn thái độ của bà, chắc là không phải bà rồi. Ông Chiến với Thảo thì có vẻ là những người tốt. Chỉ còn Linh, bà Hiếu là đáng nghi nhất. Nhưng mình không được chủ quan. Mình không được chủ quan nhận xét cảm tính nữa. Biết đâu tất cả bọn họ cũng là người giỏi đóng kịch như anh ta. Ông Chiến cũng đang che giấu một bí mật gì đó mà. Người trong nhà này ngoại trừ ông Minh, ai cũng là người có khả năng hết. Bữa nào bà quên tôi một lần được không, để khỏi kêu tôi nữa. Cái ông này đi lên phòng thờ cắm bông với tôi. Đó là chuyện của bà. Bà lên bà lạ mất mớ gì kêu tôi vậy? Mà có ông thấy an toàn. Nhưng đi với bà tôi cảm thấy tôi không có an toàn. Ừ. Chuyện của bà làm, tôi không đi. Đi! Thôi đi 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 đi. Toàn đợi tôi làm mạnh tay vậy mới chịu đi. Đi. Bà chết cho tôi. Làm như tên Chiến đẹp lắm vậy đó. Kêu hoài, để tôi làm việc khác nữa chứ. Mệt. Nhớ đi gần tôi nha. Cái gì? Đó là chuyện của bà mà, tôi không biết. Sao tôi sợ quá à? Sợ đứng mình đi, hết sợ lên. Tự nhiên lên tới đây tôi thấy lạnh lạnh sao. Bà nhanh lên đi. Ông nói tôi, ông còn nhát hơn tôi. Thôi nữa. Đưa bộng đây đi, nói nhiều quá. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ chứ. Không có gì từ từ hết. Ừ, cắm giùm đi. Thì duyên hồng trần đã dứt rồi. Con đừng có dương vấn làm gì nha Thi. Ê, ở trần gian không có gì vui đâu nha con. Vì thấy miền cực lạc vui hơn á. Không ấy con đi về đó đi nha. Nè, bà đừng ăn nói tào lao. Không phải là cô Thi đâu. Không phải con Thi còn ai nữa. Hù ai nó không hù.
nó đi hù con dân anh. Mà tôi nói thiệt nha, tôi mà là con Thi á, tôi cũng oán hận thằng Lâm nữa. Phải tìm mọi cách để về trả thù thôi. Thì bà nói cũng đúng. Nhưng mà nói chung một điều, trên đời này không có ma đâu. Họ nói vậy là sao? Không lẽ là anh ta? Ê, trời ơi, đang nhìn tôi kìa. Thì ơi, con đừng có nhìn gì nữa mà. Gì đâu có đẹp đâu mà nhìn hoài vậy. Bà này, bà xàm vừa thôi. Nhìn kìa. Hình ảnh mà. Nếu mà mình nhìn vô á, là mình sẽ có cảm giác người trong hình đang nhìn mình đó, hiểu chưa? Vậy hả? Chứ sao nữa. Ừ. Tôi thấy không ổn rồi. Sao tôi bất an quá. Nãy giờ tôi nói thiệt với bà, tôi nói chuyện với bà rất bình tĩnh. Tôi nói cứng thôi, chứ thật sự tôi cũng đang nhót dữ lắm. Thắp nhang lẹ đi, còn xuống dưới nấu cơm nữa. Có cách nào đừng cho cô Thi nhìn tôi luôn không? Ừ. Thì ông ấp tấm hình vô đi. Chú, cái gì vậy? Gì vậy chú? Chú dậy gì vậy? Lần này cả hai đều rất là sợ hãi. Rồi còn cùng lúc nghe được tiếng đàn piano với mọi người mà. Em đang phân vân, có khi nào không phải là người trong nhà mà là người ngoài đột nhập vô? Hôm nay mình mới biết sự thật, vì mọi người trong gia đình anh Lâm luôn tìm cách gây khó khăn để mình bị tổn thương, rồi tìm cách từ bỏ tình yêu duy nhất của mình. Nhưng điều đó không đáng buồn bằng sự lạnh nhạt của anh Lâm. Mình thấy đau lòng quá, không biết mình có thể chịu đựng nổi hay không. Vậy mục đích của họ là gì khi giả làm Thi? Giả làm hồn ma quỷ khác cũng được mà. Hay là họ biết nhà em luôn sợ hồn ma của Thi? Có khi mình giấu là tốt cho mọi người. Mình đang làm việc tốt á thì mình cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ có rơi trên thật thà, có yêu cùng với khổ đau. Sắc hoa cô dân anh này sao càng ngày mình càng cảm thấy cổ không ổn, không chân thành, đơn thuần như cô Thi mà có vẻ tò mò nhiều chuyện. Mẹ!